Nguyễn, ngược này là 78 triệu đồng nha. Đó, hai cái ngực ngực này nằm, khi mà nằm xuống á, nó cũng bị sát luôn với nhau vậy nha, nó không có bị bè ra ngoài nha, và hai ngực tương đối là đều với nhau. Đây này, quay trên xuống này, chị này rất là có duyên với thẩm mỹ luôn, làm là đẹp luôn, chịu khó xíu nha. Vài hôm nữa là ổn rồi nha. Chị này rất là có duyên với thẩm mỹ, làm rất là đẹp luôn. Mình quay bên này, quay cho cả nhà xem này, quay góc bên này, quay cho cả nhà xem. Cho chị cái gối đi con. Anh Lâm ơi, anh Lâm, cho chị cái gối này cho anh Lâm. Đây. Ở đâu nâng ngực đẹp thì ở thẩm mỹ viện của mình nâng ngực đẹp nha. Câu trả lời rất là đẹp hơn. Được mấy ngày rồi? Ngực này được 3 ngày rồi em ạ. Ngực này là được 3 ngày rồi. Làm ngực xong có cần massage không anh? Không em ơi. Làm ngực xong thì không cần phải massage đâu nha. Tại ngực bên anh làm là tương đối là nó mềm, nó không có bị cứng cho nên là không cần massage. Vài hôm đây này, mới làm 3 ngày thôi mà rồi tay vô này còn mềm nữa, tại khách hàng này mới làm có 3 ngày thôi, sau 5-10 ngày là bóp là còn mềm nữa nha. Ước mơ mai mốt tìm ước mơ mai mốt được như chị ấy, ok em nha. Đó, nhiều người là ước mơ luôn đó. Túi này là túi gì vậy anh? Túi này là túi nano chip ergonomic em nha. Túi này là túi nano chip siêu mềm. Túi này là có giá là 78 triệu đồng. Ngực này làm đường nào vậy anh? Làm đường nách em ạ. Chị cho mình xem cái đường nách đi ha. Đây, đây này, cái đường nách đây. Đây nha, nó mổ ở trong này nha. Cái xíu ở trong này thôi. Đó, còn ở ngoài này là mình không đụng chạm gì hết. Cái này gọi là nâng ngực nội soi. Tức là nội soi là gì? Tức là nội soi, tức là mình mổ một cái đường mổ nhỏ. Mình đi cái túi ngực vào trong. Tức là mình không có phải can thiệp gì, dao kéo gì nhiều. Tức gọi là nội soi nha cả nhà. Nội soi này thì có ảnh hưởng gì sức khỏe hay không? Nội soi này không ảnh hưởng gì sức khỏe hết. Nội soi này làm cho mình ít sẹo hơn, không can thiệp gì nhiều nha. Đây. Nhìn rất là đẹp. Mọi người có hỏi nào thắc mắc là cứ comment nha, mình sẽ tư vấn trực tiếp tại đây cho. Bầm tím này là chuyện bình thường thôi nha cả nhà. Chuyện bầm tím này là chuyện bình thường thôi nha. Nhưng mà mới có 3 ngày được như vậy là quá thành công luôn. Ngực này gọi là ngực đẹp cực kỳ luôn. Mọi người ơi, ai đang theo dõi livestream thì chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Mọi người chia sẻ livestream để bạn bè để biết được nhiều hơn đến thẩm mỹ viện của mình nhiều nha. Xin chào Nguyễn Yến, lâu lắm rồi mới thấy Nguyễn Yến nè. Kiều Anh đẹp lắm anh à, cảm ơn Kiều Anh nha. Rất là đẹp luôn. Đó, quay cho cả nhà xem cái phong ngực này. Chị vệ sinh đi, chị vừa vệ sinh vừa quay. Quay vệ sinh. Đây cái khe ngực rất là đẹp nha. Dạ dạ. Xin chào Trần Lan Phương, chào em. Bên bác sĩ không có gọt xương hàm nha em. Em cũng chia sẻ rồi, đúng rồi, ok em nha Kiều Anh. Nguyễn Huệ đẹp quá à, cảm ơn Nguyễn Huệ nha. Đây này, quay là người thật việc thật luôn. Ai đang có nhu cầu mà làm ngực có thì cứ tìm hiểu đi, mình qua bên mình làm, đảm bảo là sẽ có sự hài lòng tuyệt đối ở đây nha. Tại vì ngực có bên mình làm là mình quay thực tế cho cả nhà xem luôn, người thật việc thật luôn. Đó, ngực đẹp quá, cảm ơn chị nha. Xin chào bác sĩ buổi sáng anh Lạc, chào em nha. Chào em nha Trinh Thảo. Nó nhỏ hơn để mình livestream một xíu nha. Đây. Ngực nhìn tự nhiên lắm, đẹp, cảm ơn ngược lối nha, ngược lối. Nhìn rất là đẹp, rất là tự nhiên luôn. Ngực này là không thể đâu vào chê vào đâu được nữa. Đây, đây là cái phong ngực mà quay ngang của khách hàng đây. Từ dưới này lên trên, đều, rất là đẹp. Thúy Phạm đẹp quá anh nè, cảm ơn em nha Thúy Phạm. Thúy Phạm chia sẻ like cho anh đi nha chị Thúy Phạm. Size này là size 360. Túi là túi nano chip ergonomic nha, size là size 360. Thì cái túi này là giá là 78 triệu đồng nha cả nhà. Giá là túi là 78 triệu đồng. Và quay từ trên này xuống có cái khe rất là nhỏ nha cả nhà. Khi mà ngồi dậy là còn đẹp hơn nữa nha. Lê Dung đẹp quá anh ơi, cảm ơn nha Lê Dung. Cảm ơn Lê Dung nha. Góc cho cả nhà xem nha, đây là cái khe ngực rất là thích nha. Đây quay được cả góc bên này, qua bên này cho cả nhà xem luôn này. Đây. Quay ngang đây cho cả nhà xem cái phong ngực này. Đẹp không? Không thể nào mà chê vào đâu được nữa luôn. Giá chỉ là 78 triệu đồng thôi, bao gồm là trọn gói thuốc men, áo định hình, tất cả từ A đến Z luôn cho khách hàng luôn. Mộng Thu, anh ơi cho em hỏi nâng ngực sang con có nữa được không, cho em bú được không? Được em nha Mộng Thu, không sao hết, không ảnh hưởng gì hết. Nâng ngực xong cho em bé bú là chuyện bình thường thôi, không sao hết, không ảnh hưởng gì hết nha. Em ơi lớn tuổi gần 60 làm được không em? Dạ em chào chị.
Đoàn Đao, bên em thì vừa rồi đây có nâng cho một cái cô gọi là 72 tuổi nha. Cô đó cũng là nâng ngực mới soi luôn. Cô làm túi nano chip rất là đẹp luôn. Cô đã đến từ Đà Nẵng nha. Đẹp quá, cảm ơn Lê Vi Nguyễn nha. Nhi Từ Minh chờ em quay lại, đẹp quá anh ơi, ok luôn. Anh chờ em, chờ đến khi nào cũng được hết. Là khi nào làm cho anh là được rồi nha. Qua bên anh làm, đừng đi đâu làm là được rồi. Ủng hộ cho anh là được rồi. Lê Dung, cảm ơn Lê Dung. Mộng Thu ok em nha, khi nào làm thì nói anh nha. Mộng Thu, mọi người thấy rõ không? Thì mọi người ơi, mọi người có hỏi thắc mắc nào về dịch vụ làm đẹp cũng như là làm ngực thì cứ inbox trực tiếp vào đây nha. Thắc mắc về giá cả cũng như là size thì cứ comment tại đây nha. Nhiều người có câu hỏi thắc mắc là size bụng thì có phải là giống như kiểu là gọi là càng size càng to thì càng nhiều tiền có đúng không? Thì cái câu trả lời này mình trả lời là không phải nha. Size càng to hay là size nhỏ thì cũng tiền như nhau hết, quan trọng là cái hãng túi nha cả nhà. Rồi mình tắt livestream cho khách hàng các chị nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, nhớ là chia sẻ livestream thường xuyên cho mình nhau nha. Bye bye cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ nha. Đẹp ha. Ngực này là ngực nano chip Agronomics giá 78 triệu đồng nha em. Mới chỉ được 3 ngày thôi mà đẹp như thế này rồi, rất là thành công nha. Làm như vậy hết bao nhiêu tiền, làm hết cái ngực này là 78 triệu đồng nha em. Đi xin chào cả nhà nha. Thì mình sẽ kết thúc livestream cho khách hàng này các chị nha. Tại khách hàng này bận á, mọi người có câu hỏi nào thắc mắc thì cứ inbox trực tiếp vào trang fanpage của bác sĩ Khải nha. Bác sĩ sẽ trực tiếp tư vấn và đặc biệt cho các bạn. Khi chúng ta inbox như thế, chúng ta sẽ nhận được rất là nhiều ưu đãi khuyến mại giảm giá khi mà làm đẹp tại phòng viện dạng của bác sĩ Khải nha. Xin chào cả nhà nha. Cảm ơn chị nha. Mm-hmm.